Năm mới đã đến gần, Minh Thường Thư Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Thường Thư Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đông, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động lời tiên tri, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, thần tài nghênh đón, tiền bạc ào ào đổ về túi, giàu nứt đố đổ vách trong 6 tháng đầu năm 2024. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, năm sinh âm lịch, Đinh Mùi, địa chi, thất quần chi dương, dê lạc đàn, mệnh thiên hà thủy, nước sông thiên hà, cung mệnh nam 1967, nam cung càn kim, tây tứ mệnh, cung mệnh nữ 1967, nữ cung ly hỏa, đông tứ mệnh, màu tương hợp, trắng, đen, màu tương khắc, vàng, Phật ban phúc, ma lợi tử, Phật ban trí, Quan Âm Bồ Tát, Phật hộ mệnh, A-di-đà Như Lai, Phật bảo hộ, Đại Nhật Như Lai. Hướng hợp nam 1967, tây, đông bắc, tây nam, tây bắc. Hướng hợp nữ 1967, đông, đông nam, bắc, nam, con số hợp mệnh 4, 6, 7, 1, con số khắc mệnh 8, 2, 5. Những người thuộc tuổi Đinh Mùi đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hỏa gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn, nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày, do đó tuổi Đinh Mùi không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng. Những người tuổi Đinh Mùi tính cách tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn, tuổi Đinh Mùi được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi Đinh Mùi thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên họ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế khi mưa gió càn khôn ảm đạm, nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi đinh, mùi thuộc hỏa và thổ tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Và trước khi vào phần luận giải chi tiết 6 tháng đầu năm 2024 tới, tức tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, âm lịch, tôi sẽ bật mí về tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 năm 2024, theo sao hạn năm 2024, để anh chị biết được mình phải cẩn trọng và đề phòng những tai ương hiểm họa nào, cũng như có thể nắm bắt cơ hội trong năm để mọi việc được thuận lợi suôn sẻ. Thưa quý vị, xem tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2024, nam mạng. Theo sao hạn, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh chủ về tiêu tán tiền của, dân gian có câu, sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Ý chỉ năm có sao này chiếu thì tiền bạc biến động mạnh, tiền dù có làm ra nhiều nhưng cũng tiêu tán mạnh, khó mà tích lũy. Sao này còn gây bất lợi về công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán có tiểu nhân quấy phá, hao tốn nhiều tiền của, thậm chí trắng tay. Thái Bạch xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận, gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau, bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Tiểu kết, năm có hao tinh chiếu, lại gặp hạn chủ về hao tán, báo hiệu một năm phải chi tiêu nhiều tiền của, thậm chí có nguy cơ thua lỗ trong làm ăn, kinh doanh. Đòi hỏi nam mạng Đinh Mùi phải hết sức tỉnh táo, ngoài ra đi đứng cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, đau ốm lâu khỏi, phải chữa trị tốn kém. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi nam mạng gặp vận niên, long đắc vũ, tức rồng được cơ hội là mưa cho thiên hạ, hình ảnh này mang hàm ý. Một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự,
chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Giải hạn toán tận năm 2024, toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn, kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì nên hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2024 nữ mạng. Theo sao hạn, theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Thái âm là phúc tinh mang tới sự cát lành, vui tươi, được toại nguyện ước mơ cho nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967. Cát tinh này trợ mệnh rất tốt cho nữ giới. Nó cũng có tác dụng hóa giải hữu hiệu khi gặp khó khăn, hứa hẹn mang tới nhiều điều vui tươi, may mắn cho bản mệnh trong năm 2024. Theo niên hạn, hạn huỳnh tuyền. Hạn huỳnh tuyền chủ yếu gây đau ốm, hao tài, bản mệnh trong năm dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi gặp khó khăn hơn. Tiểu kết, năm có cát tinh có tính chất cứu giải kịp thời chiếu mệnh thì khó khăn nào cũng dễ vượt qua, công việc làm ăn ban đầu có thể gặp trục trặc nhưng sau đều được giải quyết ổn thỏa. Đau ốm cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, tiền bạc có vào có ra, đời sống vật chất đủ đầy, không lo túng thiếu, có điều, cẩn thận khi đi đường sông nước kẻo gặp thủy tai. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi nữ mạng gặp vận niên, long đắc vũ, tức rồng được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió. Nhẹ thì mất mát tiền của nặng thì tiền mất tật mang. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ lận giải giúp anh chị 6 tháng đầu năm 2024, âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng được trải qua một năm yên bình, không có nhiều sóng gió. Với những người vẫn còn đang công tác, nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm của mình, mà bản mệnh thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, không chỉ giúp sự nghiệp của bản thân phát triển ổn định, mà còn đưa ra được những lời khuyên đúng đắn cho mọi người xung quanh. Người làm kinh tế cũng đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên duy trì được lượng khách hàng ổn định, không lo đến sự cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí, năm này bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội làm ăn, nếu nắm bắt được thì có thể thu về lợi nhuận dư giả. Gia đình bản mệnh cũng duy trì được bầu không khí yên ấm, vợ chồng bạn luôn quan tâm và lo lắng cho nhau trên mọi mặt cuộc sống, kết hôn càng lâu thì tình cảm càng thắm thiết. Về con cái, đôi khi bạn không tránh khỏi lo lắng xong mọi việc đâu sẽ có đó, bạn cũng dần đặt nhiều niềm tin hơn vào con cái mình. Đầu tiên, tử vi sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi 1967 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy, dự báo con đường công danh sự nghiệp của đương số có những khởi sắc nhất định trong 6 tháng đầu năm mới này, nhưng chưa đến độ nở rộ và vẫn sẽ tiềm tàng không ít nguy cơ, vì thế, có thể thấy rằng bạn gặt hái được thành công, hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là cách hành xử của bạn khi đối diện với những sự việc hoặc những con người khác nhau. Thiên ấn và tỷ kiên đồng hành cho thấy,
Giai đoạn này bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu tập trung làm việc, bản mệnh có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được phong độ của mình, cuối năm bạn không thiếu những cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Thời điểm 6 tháng đầu năm, cát tinh vượng cho thấy các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tích cực. Bạn làm quen được với những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn. Tìm được người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng tới mục tiêu chung, nhờ có họ mà công việc của bạn tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn cũng không còn quá đáng sợ. Tử vi tài lộc của người tuổi Đinh Mùi 1967 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc, thu nhập từ công việc chính tăng cao, có thể được tăng lương, thưởng nóng, hoặc có thêm nguồn thu nhập từ các công việc làm thêm, đầu tư. Người tuổi Đinh Mùi có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh, đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Với người làm công ăn lương, thiên ấn nhận thấy nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình, thì không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng, cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương cứng, công sức bạn bỏ ra sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng. Việc làm ăn của người làm kinh tế nhìn chung bình ổn, không biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt bạc của thiên hạ. Song may mắn là đương số cũng không cần phải đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm tàng. Nhìn chung lại, tài chính của Đinh Mùi vẫn ở mức cân bằng, thu chi cân đối, tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh. 6 tháng đầu năm sẽ là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn từ từ. Chậm mà chắc, khi vị thế của bạn đã vững vàng trên thị trường, thì lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền chảy về túi cũng nhiều hơn. Hãy luôn cẩn trọng vì hung tinh phi liêm và thiên cẩu vẫn luôn rình rập, báo hiệu những cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu răng sẵn, muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, hãy tránh đôi co với người khác, đẩy mình vào cảnh thị phi, gây ảnh hưởng danh tiếng, với những chuyện không quá to tát, thì bạn nên chín bỏ làm 10, đôi khi nhận thiệt về mình một chút để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Ngoài ra, người tuổi Đinh Mùi cũng cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh tiêu pha hoang phí, lãng phí, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tiết kiệm một khoản tiền để phòng thân cho những trường hợp bất chắc. Tử vi tình duyên, gia đạo của người tuổi Đinh Mùi 1967 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Bát Bạch bay về phương Đông Nam, dễ có nhiều chuyện vui, nhất là về đường tình duyên có thể sẽ gặp được người mình thầm thương. Người độc thân có thể khiến một số người khác phải cảm thấy thu hút vì sự cá tính của mình. Một số mối quan hệ mới của bản mệnh thời gian này sẽ có xu hướng phát triển quá nhanh, khiến bạn không thể bắt kịp. Tuy nhiên, có những lúc bạn có cách ứng xử không thích hợp, dù là mối quan hệ lãng mạn hay đối tác kinh doanh, bạn vẫn cần bày tỏ những mong muốn của bản thân một cách khéo léo. Những người đang yêu hay đã lập gia đình sẽ có chuyến dã ngoại hoặc đi du lịch cùng nửa kia. Đây là chuyến đi hâm nóng tình cảm cho hai người nhân dịp đầu năm mới. Tử vi sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi 1967 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh nên chú ý hơn về vấn đề sức khỏe, dẫu cho công việc sắp tới có thể khiến bạn bận rộn, nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ những thói quen lành mạnh. Thời gian này, bạn cũng cần phải sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý, nếu không muốn bị kiệt sức. Nếu có thể hãy thử thiền định, tĩnh tâm vì đó là cách bạn cân bằng lại cuộc sống nhanh chóng, quay lại làm việc không bị gián đoạn mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, nếu bạn chú ý hơn đến chế độ ăn uống, sinh hoạt, thì tháng này thể trạng của bạn sẽ ổn định, khả năng mắc bệnh sẽ thấp hơn. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Đinh Mùi 1967 theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng đầu tiên của năm 2024. Trong tháng mới này, người tuổi Đinh Mùi sẽ có nhiều tiền hơn, túi tiền rủng rỉnh cho phép họ có thể mua sắm thoải mái hơn. Vận may của người tuổi Đinh Mùi từng bước thăng hoa, cho nên công việc, tiền bạc hay tình cảm đều thuận lợi. Trong lĩnh vực công việc, có thể xuất hiện những thay đổi đáng chú ý hoặc cơ hội mới mà tuổi Đinh Mùi cần nắm bắt. Hãy sẵn lòng mở rộng mạng lưới quan hệ, học hỏi và thích nghi với những điều mới mẻ. Tinh thần linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với thách thức sẽ giúp tuổi Đinh Mùi vượt qua mọi trở ngại.
Người tuổi Đinh Mùi không nên bỏ lỡ các cơ hội vì tính cả nể. Tháng này họ nên mạnh mẽ quyết định những sự kiện của bản thân mình. Lời khuyên hay góp ý của người khác chỉ để tham khảo mà thôi, đừng để nó ảnh hưởng đến quá trình hoàn thành mục tiêu của bản thân. Trong lĩnh vực tình cảm, tháng này có thể là thời điểm để thể hiện sự quan tâm, chia sẻ. Dành thời gian cho gia đình và người thân yêu có thể tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và tăng cường sự thân thiết của mối quan hệ. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 2 âm lịch của năm 2024. Những người sinh năm Đinh Mùi, chính trực, trung thành và là người có trách nhiệm trong công việc. Không chỉ vậy, trong các mối quan hệ cá nhân, tuổi Đinh Mùi cũng là người rất tận tâm. Mặc dù trong tháng mới, người tuổi Đinh Mùi có thể phải đối mặt với một số thị phi hoặc tiểu nhân đố kỵ, khiến họ đau đầu. Ngoài ra, vận may tiền bạc cũng thăng trầm khiến họ phải chi tiêu nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, trong lúc nguy nan gặp được quý nhân tương trợ, người tuổi Đinh Mùi sẽ tìm được cơ hội tốt để thoát khỏi các vấn đề. Không chỉ vậy, nhờ sự chăm chỉ và tích cực làm việc, người tuổi Đinh Mùi có thể kiếm được một khoản lớn. Ngoài ra, tuổi Đinh Mùi cũng nên mở rộng tầm nhìn để nhanh nhẹn nắm bắt những xu hướng mới của thời đại. Điều này rất có ích cho công việc của họ. Không chỉ vậy, sự chủ động trong mọi tình huống sẽ giúp người tuổi Đinh Mùi phát hiện ra được nhiều tiềm năng phát triển hơn và cũng tránh được những rắc rối không đáng có. Xin hãy nhớ rằng, tử vi chỉ là một cách để nhìn nhận và suy ngẫm về cuộc sống, không nên coi nó là quyết định cuối cùng cho mọi sự kiện sắp xảy ra. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần lạc quan, sẵn lòng đón nhận những thay đổi và hành động tích cực để hướng tới mục tiêu của mình trong tháng mới. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 3 âm lịch của năm 2024. Người tuổi Đinh Mùi có một tháng khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên, nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh đố kỵ, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công. Phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tháng, bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Chuyện tình cảm dần tiến triển tích cực hơn khi bạn và người ấy đã học được cách bao dung cho nhau. Dù đôi bên vẫn còn những tật xấu khó sửa, song không ai lấy đó làm lý do để soi mói, xét nét người còn lại, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 4 âm lịch của năm 2024. Dù được cấp trên đánh giá cao đi nữa, người tuổi Đinh Mùi cũng chớ nên quá kiêu ngạo, tỏ vẻ coi thường người khác và làm mọi việc theo ý mình. Nếu bạn không chú ý cách hành xử, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị cô lập trong tập thể. Ngược lại, với phương diện sự nghiệp khúc mắc, tài chính lại có những bước tiến khá đáng mừng. Người làm đầu tư, kinh doanh, nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó. Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Chuyện tình cảm vẫn chủ yếu là những nốt trầm buồn, bạn không sẵn sàng mở lòng cho mọi người xung quanh. Vì sợ phải đón nhận những tổn thương, dù có người chủ động tiếp cận, bạn vẫn tỏ vẻ khá thờ ơ, thậm chí từ chối đối phương ngay tức khắc. Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 5 âm lịch của năm 2024. Tháng này là một tháng hung cát đan xen đối với người tuổi Đinh Mùi trên phương diện sự nghiệp. Bạn cần có cách hành xử đúng đắn trong những trường hợp khác nhau, chớ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tốt nhất, hãy luôn dĩ hòa vi quý, chớ đặt lợi ích bản thân lên quá cao. Chuyện tài chính có dấu hiệu tăng tiến vào khoảng thời gian cuối tháng, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả. Không được nghỉ ngơi ngay cả cuối tháng, con giáp này cần cổ vũ bản thân, chỉ cần cố gắng thì bạn sẽ gặt hái được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, đại hao còn khuyên bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này. Người khác, đặc biệt trong hoàn cảnh túi tiền chưa dùng rỉnh, hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. Chuyện tình cảm chưa có dấu hiệu cải thiện, vợ chồng bạn tiếp tục rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh, không ai chịu nhường ai. Nếu cứ tiếp tục giữ nguyên tình trạng này, hai người có thể tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ mối quan hệ đấy. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 6 âm lịch của năm 2024.
Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi có những bước phát triển cực kỳ nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc, tài lộc phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tháng. Người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng, ký kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng. Con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé, khả năng thành công rất cao đấy. Có điều, sao xấu ngũ quỷ cũng khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ. Có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân, kể cả khi bạn vẫn còn trẻ đi nữa. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị cô bác đến với phần hóa giải hung cát trong 6 tháng đầu năm này, để có một năm phúc thái an khang, tài lộc dồi dào, thịnh vượng quý vị nhé. Cách phòng tránh và hóa giải vận xui năm 2024 dành cho tuổi Đinh Mùi. Như đã nêu trên, 2024 được coi là năm cát lành với tuổi Đinh Mùi. Có điều, cát khí năm Giáp Tình tuy vượng nhưng không thể kéo dài xuyên suốt năm, xen vào đó sẽ có những khúc trầm lắng, khó khăn hay đôi chút xui xẻo, cho nên đương số không nên chủ quan, khinh suất, tránh ngủ quên trên chiến thắng để rồi khi tỉnh lại đã tuột khỏi tầm tay nhiều cơ hội tốt, phải nói lời tiếc nuối. 1. Luôn nhắc nhở bản thân khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng, nhiều may mắn thì đương số lại càng cần đề cao tính này. Tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn, hoặc coi khinh người khác kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè. Mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa, chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời, địa lợi đã có rồi thì cũng không được có tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm, trái lại, nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy. Có như thế tuổi Mùi mới hoàn toàn có được cát khí từ vận trình, chủ động trong mọi tình huống và có thể thay đổi được chính vận mệnh của mình theo hướng như mong đợi trong năm 2024. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Đinh Mùi 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Chúc quý bạn tuổi Mùi năm mới vạn sự cát lành. Thưa quý cô bác anh chị thân mến, qua mỗi video, Minh Đường Tử Vi luôn muốn gửi gắm đến quý cô bác anh chị một điều gì đó để giúp cho quý cô bác anh chị tốt hơn. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời Phật dạy về, triết lý của Phật về cách sống, ở đời đừng quá sân si, không biết gì thì nên im lặng. Theo lời Phật dạy, đời người có 8 nỗi khổ lớn nhất, sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ. Sinh, lão, bệnh, tử là những nỗi đau thể xác tự nhiên, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được là những nỗi đau tinh thần. Triết lý của Phật về cách sống nói rằng, 7 nỗi khổ đầu tiên là nỗi khổ rõ ràng mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nỗi khổ cuối cùng không dễ nhận ra, nhưng nó là căn nguyên của mọi đau khổ. Không cần biết bạn là ai, bạn cao quý như hoàng đế hay tướng quân, rẻ rúng hay sang chảnh, cao sang thì đều phải chịu đựng 8 điều gian khổ này. Cuộc sống đầy gian nan, vất vả, không mấy ai thực sự sung sướng trọn vẹn cả đời. Có những nỗi đau khó quên mà người khác không thể hiểu được, vì vậy chúng ta có thể không hiểu những gì người khác đã trải qua. Nhưng chúng ta không được tùy ý nhận xét về con người và cuộc sống của họ. Bạn chưa từng trải qua thì làm sao thấu hiểu. Trước khi nhận xét về một ai đó thì phải xem lại mình. Ai cũng có nỗi khổ cả. Nếu mình không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác thì hãy im lặng chứ đừng soi mói.
sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Ngưng đổ lỗi cho người khác. Nếu bạn không biết những khó khăn mà người khác phải trải qua, đừng tùy ý soi mói, lên án họ. Sông có lúc người có khúc, đời người rất dài và đôi khi lại rất ngắn. Nên không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đời người vô thường, họa từ cái miệng mà ra, đừng ăn nói hàm hồ. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ cả cuộc đời. Chúng ta hãy luôn cẩn thận với lời nói. Ông bà ta cũng có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Theo quy luật nhân quả, nhân thế nào thì quả thế ấy. Gieo hạt dưa thì được quả dưa thơm ngọt, gieo hạt chanh thì quả chanh chua. Chúng ta đã thấy những người vô cùng thiếu may mắn, sinh ra đã bị sứt môi, nói ngọng, thậm chí là bị câm. Đấy cũng là do tạo khẩu nghiệp xấu, gây nên những hậu quả lớn, đã mang khổ đau tới cho mọi người, nên giờ họ phải trả nghiệp. Vì thế, hãy sám hối, nhận lỗi và sửa sai, không bao giờ tái phạm và hãy nói lời dễ nghe, lời hay, lời có ích cho mọi người, nói lời vui vẻ hòa nhã, nói lời gắn kết yêu thương, nói lời chân thật, nói lời hay ý đẹp, cái miệng xinh chỉ nói những lời hay. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, át hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng vượng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.